Hello anh em, bữa nay em lại tiếp tục ra đồng đây. Sáng giờ công chuyện bận quá anh em, bữa nay ra hơi trễ hơn mọi ngày xíu. Công chuyện cũng không có gì mà lúc chút cái giờ thời gian. Bữa nay bà tôi xuống mũi nữa. Xương mấy vụ tháng 1, tháng 2 này xương muối dữ quá anh em ơi. Xương muối quá trời xương muối luôn. Nằm ngồi xương giết bệnh luôn, nằm ở đây em nằm đâu có che chiếc gì đâu. Cái này mà đóng đám mưa cái lo chạy không xanh mặt nữa thôi. Giờ tranh thủ chim chưa bay nè, quay clip anh em mình tâm sự rồi chơi. Mấy anh em thường thường ra đồng sớm không chứ? Em làm gì, làm là chiều làm là gắng tranh thủ ra có cũng bật máy đi đại gì đó. Mà bây giờ 6 giờ bà nữa rồi nè, 6 giờ mất tiêu rồi, hành trắng thấy khỉ gì đâu. Quay vô đây cái camera bị ngược lại đó. Chưa chim bắt đầu bay lắc bác rồi. Để hồi kiếm bác có con nào lặng ở đầu mình quay clip cho chỗ đẹp hết nè, ngắm cho nó đỡ ghiền. Chứ đưa vô toàn cái mỏ em nó chỉ sàm không coi là mất thời gian của anh em. Chắc mấy bữa nữa khỏe là khỏe cho mình kia lại sắp xếp công chuyện cho xong, đi trả cho nợ nặng cho nó bớt lại xíu, cái đầu là đi nhậu bữa mới được, nhậu chơi cho nó linh tinh bữa mới được. Chứ hôm nay đuối quá, từ đó tới giờ em đâu nghĩ ngày nào đâu, mấy chú cháu hai phiên nhau làm không á chứ không nghĩ luôn á. Anh em để quay để coi có con chim nào lượn cái đầu quay chơi hết anh em. Rồi bây giờ nằm uống cà phê thôi, bữa nay chưa ăn cơm nữa, nay gấp quá gấp chưa ăn cơm nữa. Quậy thêm thích ca cà phê nè, cà phê mà anh em nha, làm ngụm cà phê xong rồi cái đầu mình ngồi mình canh chim để coi hỏi có lượn cái đầu quay anh em xem cho vui. Má chim đảo rồi anh em, gió khơ lưới hoài, nó né trời, bốn con rồi trời. Còn anh em thấy không, anh em thấy không anh em, gió khơ lưới hoài, nó muốn gớt, nó vừa em bật lên quay không kịp cho anh em xem, nó vừa muốn gớt xuống không nè. Đây coi, thiệt tình nó tức cái trời ô, gió rồi khơ lưới anh em thấy không, nó cái tùng lung lơ chim gặm sợ thấy mẹ luôn. Đây coi, tiêu rồi, đảo rồi. Lúc mà thấy không ta, xa quá sợ anh em không thấy. Anh em coi clip mà mời anh em nhắn góc phải màn hình có hình cái bánh cái găng đó anh em, bấm vô đó xong cái bấm cái chữ nâng cao, cái bấm vô bật coi 720 anh em coi cái độ nó nét hơn. Em cố gắng em phức sức full HD á, 1080 á. À, mất tiêu rồi, lạng họ mất tiêu cho rồi. Gió cứ bắt phơ hoài rồi nó bay thôi đúng không? Đó, cái đó nó sạc rồi đó, nó sạc rồi. Nó sạc rồi, nó bay rồi. Trời ơi là trời, nguyên bài giả kìa trời. Ủa ghê không? Bên này chim bay sớm nè. Chim bữa nay nó bị nín 2 ngày rồi, bữa nay nó bay sớm nè. Rồi, hai con bay này nữa nè, đó. Nó gió tới nữa kìa, gió kìa. Đọc đằng kìa. Phơi hoài. Chim nó đâm ngược tùng một cuốn máy kìa, anh em thấy nó xà không kìa. Nè, nó xà nè. Nó xà nó thả theo gió, nó thả ra ngoài. Gió hoài nó thấy tùng. Và nó kìa, nó đảo kìa. Đảo mất ghiền luôn kìa. Đó kìa. Nó kêu kìa. Bữa nay cái bộ ngon rồi, bữa nay mà sao ngộ mấy cái ngày mà chim đi nhiều là gió nhiều à. Bà cha nó thiệt tình thấy ghét. Bữa nào cũng mấy bữa đứng gió đỡ ít xảy chim, mấy bữa gió hù nãy xảy, chạy không kịp xảy hoài luôn. Quay từ nãy giờ chưa thấy con nào đáp cho lưới chân. Coi có con nào đáp vô cái đầu. Chim cho nó ngon. Gió hoài thiệt tình của anh em có gió nè. Nè. Gió ý là ngồi trong đây nó ấy còn ngoài lưới gió cơ kìa, gió anh em thấy không, gió nó phát phơ ngoài sau qua trong clip thấy gió lưới nó nghiêng ta, mà ở ngoài gió nó lắc lưới đó, nó bọc tùng dữ lắm luôn kìa, như cái tùng ngoài kia nó bọc tuốt ở ngoài luôn á. Ở cái tùng ngoài đây nè bọc cái hết biết luôn rồi. Đây, rồi em để em bấm ngừng lại cái đi, rồi hồi cái đầu có con nữa kìa, trời ơi
để lắm ngừng ở đi, cái hỏi có gì có con nào thì sẵn sàng gần quay cho nó ấy. Lại đó nha. Đó. Anh em này quay chơi thôi anh em ơi, chứ biết con này là không dính đâu. Nè anh em, buổi sáng của em nè. Chỉ im lặng thấy lưới trơn, lưới thấy gành gạnh trơn rồi, con này ngu lắm nó mới đâm. Rồi rồi rồi. Con này tới số mạng nó mới đâm á, chứ không bình thường nó né lưới dễ vậy đâm. Ba trên lưới rồi anh em thấy không? Rồi rồi rồi. Đó. Thấy lưới trơn rồi mà đâm gì nữa là đâm. Con này là nó ngu, nó ăn ngu lắm nó mới đâm nè. Chết mẹ đâm thiệt đi trời. Trời, đủ nó chơi đừng đâm em nội. Mày đâm là mày chết, mày đâm là dính đó. Ủa, nó ba hư ra trên nè. Quay chơi cho vui chứ mấy con này sáng thấy lưới trơn đâm gì nữa. Nó xạ lạng hay kiểu đó là nếu như bình thường là đâm rồi. Còn cái này lưới thấy gành gạnh rồi, gõ còn phải ban ngày nữa. Đó, đảo rồi. đảo có trên em ơi chứ đâm biết gì. Miệng nói vậy chứ thực ra muốn nó đâm lắm luôn á. Thôi chặt né lưới rồi. Này nó sấy nó như đầm già nữa thôi luôn á. Rồi bay luôn rồi. Con đó gặp đi buổi chiều là đâm rồi đó. Đó. Rồi, vậy là cũng như xong một ngày đó anh em ơi, xong một đêm làm việc rồi đó. Nè, bữa nay thắt hơn một bữa rồi. À, đây được có mà giờ miêu lại nay được chừng chục con chứ gì. Ừ. Quá được có nhiêu đây đó anh em. Thắt rồi. Nè. Mẹ nói uống tiền nước suối còn nhiều hơn tiền nước suối nữa ha. Tiền nước suối uống còn nhiều hơn là tiền thổi được chim đó. Cái lùa xì xịt xì xịt kiểu này hoài biết chừng nào hết đây. Cứ em nghĩ là cái lùa mũi này còn gắt chim là nó còn xì xịt hoài luôn á. Bữa nay bãi đây được có chục con về nhà không biết được con nào không biết chứ chờ được vài ba con gỡ gạt là cũng đói luôn anh em ơi. Bữa nay anh em làm được nhiều không? Trên đây hay gắt không có chim buồn quá. Bữa nay là có nhiều chim mà show ra hết luôn đó, show ra để quay clip luôn á. Chúng mà nói gì khi này không tin ha, chứ em quay thì em không có quay chim ra hết đâu, chứ quay ra hết lên đây chủ yếu anh em mình giao lưu nói chuyện chơi à, để lấy con chim ra để làm chủ đề để nói chuyện chơi à, chứ không phải là đem con chim ra lên đây không. Trời khó chịu quá. Không phải là đem con chim ra mà đi khoe miếng chim. Rồi đây rồi. Giống như cái cớ mấy anh em mà đi ngủ nhà đi uống cà phê vậy đó. Uống cà phê thì ở đâu uống được, ở nhà cũng có cà phê vậy. Nhưng mà tại thích ra quán xá anh em gặp nói chuyện vui hơn, mình lấy cái cớ để gặp nhau thôi. Chứ cà phê ở đâu chắc có, ở nhà cũng có mà tự pha tự uống cũng được mà. Thì em cũng vậy. Lấy cớ mình chim để quay clip anh em giao lưu nói chuyện rồi chơi thôi. À, muốn xỉu luôn anh em ơi. Nó đảo nước rồi, con này. Còn chỉ một chú Judy nữa. Mà phải mày bay sớm xíu, mày phải mày về sớm xíu nó mày chết mày tao rồi. Ba nó bị mỹ ngoài kia quá nè. Đó anh em, đó anh em, thấy không. Đó. Họ giỏi zoom được có 10 ít rồi ta. Rồi ba nữa rồi, tiếp tục. Lấy cái cớ đó để anh em mình nói chuyện kia chơi. Nó luôn được ghê chơi chứ dòng con chim còn có con mẹ gì đâu, nay không có mai có, dù bữa nay không có thì nó hơi buồn thôi, nghe bữa nay nè không có hơi buồn thôi chứ
nằm mà không nghe chim bay luôn mà. Để khỏi dạt mà con dạt đâu phải con nào bay ngang cũng rớt đâu. Mà mày con này không nghe kêu luôn, vô bay ngang 100 con đi thì cũng rớt được đôi ba con cũng cũng vui. Còn cái này không nghe kêu nó trời trời, hy vọng mong manh ghê hồn. Thua luôn á. Đây anh em ơi, nằm đây nè. Còn mùa sương quá trời, mùa sương kìa, sương muối không ai cũng sương muối xịt trơn yếu trong mình đó. Để thu dọn hết trơn cái tàn cuộc rồi coi mấy cái đèn nè, tối đem bánh mì bánh miết vào đâu đám có ăn chứ, đem mấy chim kia về. Bữa nay là xô hết trơn á, 100% thực lực cái đó, có 10 con à. Vô cuốn lưới cuốn đồ đem về. Rồi để hồi về nhà có bãi nhà coi đi sao. Trời với trời nhà có thêm nữa là ngon.